Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Iran và U23 Việt Nam. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 của vòng bảng môn bóng đá nam ASEAN 19 và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 18:30 ngày 21 tháng 9 theo giờ Việt Nam, và các cầu thủ U23 Iran trận đấu này sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp U23 Việt Nam với mức kèo là 1,5, mức kèo cũng có thể tăng 1,75 và hạ xuống còn 1,25, mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 2,25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn, hiện tại thì mình cũng có một nhóm cập nhật kèo bóng cho anh em mỗi ngày. Link của nhóm mình để ở bên dưới phần mô tả của video này nhé. Anh em nào quan tâm thì có thể là truy cập vào phần mô tả để đăng ký làm thành viên của nhóm nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nhé. Trong quá khứ, ở cấp độ đội tuyển U23 thì hai đội cũng đã có hai lần gặp nhau, và hai lần gặp nhau đó thì mỗi đội đều giành một chiến thắng. Năm trận thi đấu gần nhất của U23 Iran thì Iran thắng 2, hòa 2 và thua 1. Còn năm trận thi đấu gần nhất của U23 Việt Nam thì U23 Việt Nam bất bại với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Và ở lần đối đầu này, với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào U23 Việt Nam được chấp 1,5 hoặc là 1,75 nha. Vì sao? Thứ nhất, mặc dù trận đấu này U23 Việt Nam bị đánh giá gửi dưới, tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là U23 Việt Nam cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu. Thứ hai nữa thì do cái mức kèo chấp nó cũng hơi cao. Nếu như trận đấu này hai đội kết thúc với một tỷ số hòa nào đó, hoặc là U23 Việt Nam có để thất bại trước U23 Iran với cách biệt là một bàn, thì chúng ta chọn U23 Việt Nam chúng ta cũng vẫn thắng kèo. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước được nhiều điều, khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Ở thời gian đây thì U23 Việt Nam đang có phong độ tốt và hiệu suất ghi bàn ổn định, thì biết đâu trận đấu này một lần nữa U23 Việt Nam làm nên một cơn địa chấn, đó là đá bại được U23 Iran một lần nữa thì sao. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn U23 Việt Nam lựa mức kèo được chấp 1,5 hoặc là 1,75 nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 2,25. Thì ở thời điểm hiện tại cả hai đội đều đang có phong độ tốt và hiệu suất ghi bàn cũng ổn định, thì mình nghĩ trận cầu này sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi. Dự đoán hai đội đều có bàn thắng vào lưới của đối thủ của mình. Dự đoán trận đấu này hai đội sẽ hòa nhau 2-2 hoặc 2-1 nghiêng về cho U23 Iran hoặc là Việt Nam. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,75 và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 với thực lực cũng không phải gọi là hoàn toàn quá yếu, phong độ đang ổn định, thì có thể là U23 Việt Nam cũng sẽ không thua Iran ở hiệp 1 đâu. Biết đâu hiệp 1 U23 Việt Nam mới là những người có bàn dẫn trước. Dự đoán hiệp 1 1-0 nghiêng về cho U23 Việt Nam, hoặc là hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa 1-1. Hiệp 1 các bạn chọn Việt Nam được chấp nha, và canh tài còn một trái thì vào. Tóm lại trận đấu về chốt kèo là chọn U23 Việt Nam và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn nha.